bỏ cái đinh nào, nếu mà bỏ cái đinh đó lại chị tính gì quá. Bỏ chì, bỏ chì vào. À, bỏ. À, mua là chạy gió gấp đôi. Bỏ bỏ cái đinh vào đi. Nếu bạn mua lầm em cũng chịu luôn. À, mua lầm chứ bắt em lầm. Dạ dạ nó gãi. Ok, không có này đâu. Đấy là bao nhiêu em? Ta cho thuộc tặng trồng bao cho nó nhanh lên. À, cái này là đúng là trồng nhưng mà nó cũng tự nhiên chứ không phải là trồng mà không bên bông. Này đi, bên này. À, con cái này là 220. 220, lượng nó to hơn này. Chỉ thì có những cái củ lâu năm nè. Thế thì ông bà thì tôi phải bỏ thuộc lại chứ. À, không sao, khách nó thật là khách đây nó cũng đạt cái đồ, nếu mà trưởng văn phòng ủy ban nhân dân huyện lấy số điện thoại của em đây nhá. Dạ. Rồi ok. Mặt âm rừng này. Và mặt âm rừng người ngoài bác nhiều lắm. Hồi chết. Thôi được, cần nhiều, cần nhiều. Vẫn cần nhiều. Thì mua bao nhiêu? Để thì em cứ lấy ra tất cả chị thử anh xem. Rồi củ nào cũng cần. À sao? Nước thì không nó chảy rầm rầm chứ phải từ để em phải làm cho nó đủ vậy là không yên tâm anh còn chọn lại nữa cho nó thôi đi cái màu vàng này này phải ăn hết còn cái này không cái này màu đen này phải phân hết cái trứng là có cái giáo này nè mưa chặt cái em sắc mặt luôn. Không vấn đề gì cả. Sao không có anh? Không yên tâm ngày đâu. Ủa nó không được. Ủa? Không. Anh hồi nãy anh chọn á. Không, em nó không. Ủa nó ngoan quá biết cắt ra quăng hết. Quăng. Thế nó có lẽ không? Có hoa dễ thương này mà không lấy. Không phải dùng chứ. Cái nha nó nở ra rồi bày lan thành cái đi. Cái này tại sao bỏ lá sang vô? À, bỏ vô để cho nó giữ tươi cái củ sâm của mình đấy. À, không bỏ lá khóc rồi bỏ lá sang. À, lá sang này là nó sẽ làm cho sâm mình nó lên giữ lâu hư hơn. Nó không có ra mũ á. Khoai. Khoai đúng được chứ em đúng. Khoai. Còn nếu? Còn nếu? Còn nếu? Còn nếu?
ba cháu rồi đó. Dạ em đến nhà dùng giống em chơi đi anh chị đi phóng cho em xong đây là em chưa đến đây. Anh nói sao anh nói lại giùm em. Anh đi đâu chờ đây. Bây giờ em đi phóng lại anh chị đây. Anh đặt cọc cho em chơi tí rồi anh mời lại đây. Anh trả tiền em luôn. Rồi. Thank you. Anh đặt cọc cho em mấy triệu. Anh đặt cọc cho em mấy triệu. Anh đặt cọc cho em mấy triệu. Anh đặt cọc cho em mấy triệu.